Gì mà kêu mình qua đây? Trời ơi, ru rú trong phòng không biết chưa giờ này chưa chịu ra là sao vậy? Dương ra rồi đây. Hey! Này em từ đâu về đây nhìn em là ta lại say. Này em từ đâu về đây nhìn em là ta gáy dại. Là đường cong em đấy mà. Là ngọt ngào sexy lady. Dương bị điên hả? Hả? Cái gì điên? Ông thấy tôi quyến rũ hả? Cường xin lỗi chứ tự nhiên mà trời trưa nắng thời tiết 41 độ luôn tự nhiên mặc nguyên cái đầm màu đỏ rồi cái son môi màu đỏ rồi trang điểm đậm quá. Đi đâu vậy hả? Đi đâu vậy? Đây là cái style mốt nhất do bà xóm Liễu ở Đầu Ngõ đã tư vấn cho Dương đó. Này nhìn đi, Dương có khác gì đó hoa hồng này không? Thì nó khác á. Cái hoa hồng thì nó mát mẻ, còn cái này nhìn nóng nực quá. Nóng nực chính là điều mà Dương đang vươn tới đó. Vươn tới cái gì? Bùng cháy. Bùng cháy cái gì? Nè, theo Cường được biết á là Dương á lanh quanh ở trong nhà thôi, chứ là đi xuống mua đồ ăn thôi. Tự nhiên mặc bộ đồ đi xuống đường mua đồ ăn cái ghê. Cường thật là thiếu hiểu biết. Nói cho Cường nghe, Dương sắp trở thành diễn viên nổi tiếng rồi. Cái gì? Diễn viên nổi tiếng hả? Đúng vậy. Hồi đó giờ là Dương có biết diễn xuất cái gì đâu mà sao mà làm diễn viên nổi tiếng được. Trước không biết thì bây giờ sẽ biết. Cường coi đây nè. Có cái gì? Email. Hãy nhìn vô đi. Cường hãy nhìn kỹ xem email này đến từ ai. Email từ đạo diễn Ren Trần. Yeah. Mời casting bộ phim Bà Mẹ Tuổi 60. Đúng rồi. Vậy là thiệt đó hả? Xin lỗi Cường nha. Không biết là nhan sắc của Dương cỡ nào mà họ đã tìm thấy Facebook của Dương và sau đó họ đã lập tức gửi email này cho Dương. Họ nói Dương là hãy gửi cho họ vài tấm hình. Sau khi Dương gửi cho họ vài tấm hình rồi họ nói là ôi Dương có một gương mặt rất điện ảnh. Điện ảnh luôn. Một gương mặt đầy biểu cảm, đầy cảm xúc. Vậy hả? Và họ yêu cầu Dương quay một cái video clip để có thể casting cho vai diễn nữ chính trong bộ phim Bà Mẹ Tuổi 60. Bà Mẹ Tuổi 60 hả? Đúng vậy. Dương ơi, nếu như mà sau này mà Dương có nổi tiếng á thì Dương có thể cho Cường đi theo làm một cái chân giống như là cái chân sách dài sách dép rồi để nâng niu o bế Dương được không? Cái đó thì Dương còn phải xem xét đã Cường à. Bây giờ thì Cường thể hiện trước đi. Dương đang cần quay cái video clip cho cái buổi casting đó. Nói chung là Cường á có coi nhiều phim. Bây giờ á là Cường ra một cái tình huống để cho Dương diễn. Dương nghĩ là chỉ cần có tình huống thôi thì Dương sẽ diễn được thôi. Rồi tình huống là như sau. Bây giờ đó là Dương có chồng. Có chồng. Mà chồng mà có người yêu. Chồng có người yêu. Là bắt cá hai tay đó đúng không? À thằng khốn nạn. Chưa diễn. À vậy hả? Đó. Rồi xong ha, đi đánh ghen. Lúc đó ha, phải yêu giận hờn, hung dữ đồ này nọ, đòi đánh chửi lộn đồ này nọ. Dữ gần lên chửi lộn này nọ. Nhớ chưa? 8 biểu cảm rồi. Nhớ rồi. 1, 2, 3, action. Yêu. Giận. Ghét. Điên, diễn điên. Rồi, kêu gợi. Đau khổ. Nghỉ diễn đi. Ủa sao vậy? Đau khổ chưa đủ hả? Diễn ghê. Diễn kỳ quá à. Đạo diễn cho rớt. Vô. Ê, đóng cửa. Wow, đợi sẵn rồi thấy chưa? Cường thấy không? Vừa mới bắn cái clip qua email một cái thôi là bên này phim đã gọi điện ngay cho Dương. Chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần, cố gắng lên, tự tin lên. Cái gì vậy? Cường làm thái độ gì vậy? Cường động viên Dương à? Dương không cần lời động viên của Cường. Dương là một người tài năng. Bản thân Dương đã tự nhiên tỏa sáng, bốc cháy, bùng cháy rồi. Đâu có cần Cường phải động viên. Dạ. Chị phải Thùy Dương không? Đúng rồi đó em. Dạ. Chị chính là Thùy Dương, người vừa gửi cái clip rất là ấn tượng qua email của công ty các em đó. Dạ chị, tới vai của chị rồi, đạo diễn mời chị vô ạ. Tới chị quay liền như vậy à? Dạ. Cường thấy chưa, danh vọng đập vào mặt không đỡ kịp. Thời tới không đỡ nổi. Anh có đóng luôn không? Không, em không biết diễn. No. Bạn ấy chỉ là trợ lý của chị thôi, bạn ấy không biết diễn xuất đâu em ạ. Chị có bình tĩnh chưa? Chị đang rất là hào hứng với công việc, bởi vì chị là một diễn viên chuyên nghiệp của một ngôi sao. Chị bớt nói đi, trời sắp sập rồi, em quay không kịp nha. Ok, bây giờ Cường đứng đây đợi Dương nhé. Chị trễ lắm rồi. Sau này khi Dương đã trở thành, nhanh lên nè, cho Cường làm tổng quản lý đội bảo vệ của Dương. Đây là chị Thùy Dương trong cái clip. Hello Mr. Rang Trần, my name is Ngọc Dương. Đổi. Tôi kêu anh kiếm diễn viên Việt Nam, anh đưa cô nào vậy? Đây em người Việt Nam nè. Vậy hả? Em tưởng là anh nói English cho nên em biết English với anh á. Hóa ra anh biết tiếng Việt. Vậy nói nhiều quá. Cô lại đây, ở đây. Yeah. Bây giờ là nhân vật của em là bà mẹ 60 tuổi, thì cái giai đoạn này là bà ấy bao nhiêu tuổi ạ? Phải là 18 tuổi không, và gặp một cú sốc đầu đời. Và chị tắt tiếng. Bà bị tắt tiếng hả? Tức là bà bị sốc nên bà tắt tiếng. Chị bình tĩnh, đạo diễn nói sao chị nghe y vậy thôi nha. Bây giờ khi mà tôi biểu diễn, cô tự chụp cái bàn này, cô đi thẳng cái cửa, quẹo phải, thấy ngay lùm cây, núp xuống, nín thở. Vậy thôi. Em sẽ khóc hay sẽ cười? Em là một diễn viên chuyên nghiệp. Em là một superstar nên là em phải giúp đỡ đầu phim đi chị. Chị ai cũng muốn về với gia đình hết á chị. Nhanh lên nè. Ok. Chị ngồi đây nha chị, ok. Chị bình tĩnh giùm em nha. Nói sao chị cứ làm y như vậy. Vậy chỉ cần làm theo như vậy là đạt yêu cầu rồi. Đúng rồi, chị chỉ cần làm y như vậy cho em thôi nha. Còn bao nhiêu bộ phim đây? Rồi xong rồi anh ơi, xong rồi. Anh Sang. Kêu thằng đó im coi. Anh có quay không? Dạ không. Dạ em quản lý trợ lý. Vậy anh ném qua bên đây giùm em cái. Dạ. Rồi đi ra. Em trai ném vô giùm anh. Ném sát vô. Em hết chỗ. Bây giờ em. Vậy em vô đó ngồi im đi. Anh ngồi im trong đó giùm em. Rồi ok. Rồi ngồi xuống đó luôn đi. Ngồi xuống đó đi. Rồi im. Quay mặt vô tường. Rồi để hai tay lên bàn. Rồi ngồi như vậy. Máy chạy diễn. Đi gì vậy? Quá hay hả? Cô đi Tết Quốc hả? Nhanh gọn lẹ, đứng lên đi ra mở cửa tới đường cây lượt xuống. Vậy anh chị đi như người bình thường đi. Đến đây chưa? Rồi đây. Máy chạy. Dạ sao anh? Được không anh? Được. Sao hả? Được không? Ok. Cái cô áo đỏ đó xong rồi nha, đưa con 150 cho về đi. Dạ em biết rồi. Dạ chị ơi, vai của chị xong rồi á, em gửi cái xe cho chị. Rồi chị hết vai rồi đó chị, em cảm ơn chị nha. Bố có mấy cái vai mà quần trúng vậy đó thì em kêu chị nữa nha. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Rồi chơi mọi người ơi, đổi phân đoạn. Cái vai chính á, tên là quần trúng. Cái bà mẹ 60 tuổi này, bà họ Quần tên Trúng nên người ta gọi là bà là Quần Trúng. Chị ơi, nãy cho tụi em quay chị ơi. Thì là đừng có nói nữa. Là cái vai chính. Đi về. Người ta đuổi về kìa. Dương suy nghĩ lại rồi, Dương sẽ không có vô showbiz nữa đâu. Tại vì nếu mà Dương nổi tiếng nhanh em ơi. Dương mệt. Đi đã đi. Dương sẽ bị cám dỗ. Dương sẽ bị hư. Không có thể vô showbiz.